Cách đây 6 năm, Subaru 15 được bán tại Việt Nam với giá hơn 1,5 tỷ đồng. Nhưng có thể sang năm 2024, mẫu xe này sẽ được đổi tên và bán ra với giá chỉ khoảng trên 700 đến 800 triệu đồng. Một số tư vấn bán hàng đại lý cho biết Subaru Crosstrek, hay còn gọi là 15 trước đây, sẽ ra mắt Việt Nam trong năm 2024. Một người cho biết, đáng lẽ ra Crosstrek sẽ ra mắt năm nay tại triển lãm ô tô Việt Nam, VMS, nhưng sự kiện này đã hủy nên rời lịch ra mắt sang năm sau. Lý do có giá dự kiến thấp hơn nhiều so với mẫu cũ là bởi xe mới lần này được nhập từ Thái Lan chứ không phải từ Nhật nữa. Mức giá dự kiến trên có phần hợp lý khi so sánh với mẫu xe ở phân khúc cao hơn là Forester. Mẫu xe này cũng được nhập từ Thái, có giá niêm yết từ 969 triệu đồng. Đó là chưa kể các chương trình khuyến mãi liên tục được tung ra từ khi Forester 2023 được mở bán, ví dụ như giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Subaru Crosstrek 2024 khi về Việt Nam sẽ ngang phân khúc với Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks, Mazda CX-3, CX-30, Toyota Corolla Cross. Ở phân khúc này, Corolla Cross và Creta đang là hai mẫu xe có doanh số tốt nhất. Crosstrek có trục cơ sở 2670mm lớn hơn phần đông đối thủ và giữ nguyên so với đời cũ. Xe có chiều dài 4480mm. Rộng 1.800mm và cao 1.580mm, tức là dài hơn một chút so với Corolla Cross, 4.460mm. Xe đời mới có thiết kế thể hiện rõ nét chất SUV hơn, với phần ốp nhựa lớn bao quanh xe. Lưới tản nhiệt thể thao hơn với họa tiết lục giác cách điệu 3D lớn. Cụm đèn chiếu sáng chính LED projector mảnh hơn. Đèn hậu thiết kế kiểu boomerang như đàn anh Forester. Bộ mâm có kích thước tùy chọn 17-18 inch khi ra mắt toàn cầu. Hiện chưa rõ cấu hình xe bán tại Việt Nam. Nội thất Crosstrek trông khá giống Outback với màn hình 11,6 inch nằm dọc, như máy tính bảng ở chính giữa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Ngay cả việc điều khiển điều hòa cũng phải thao tác trên màn hình này. Phía sau vô lăng là đồng hồ cơ truyền thống kết hợp màn hình nhỏ. Một số trang bị cơ bản khác trên xe có đề nổ bằng nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động. Động cơ xe có thể sẽ là loại 2.0 hút khí tự nhiên, công suất 145 mã lực. Mô men xoắn 188 Nm, kết hợp thêm motor điện bổ sung 13 mã lực, 65 Nm và hộp số vô cấp. Phiên bản toàn cầu có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Hiện tại, các xe Subaru ở Việt Nam đều có hệ dẫn động 4 bánh. Do đó, có thể kỳ vọng Crosstrek cũng có trang bị này. Đây sẽ là điểm cộng cho Crosstrek trong phân khúc, thậm chí còn vượt trội hơn một số xe phân khúc cao hơn, như CR-V hay Sporter đang dùng dẫn động cầu trước. Như mọi mẫu Subaru khác, Crosstrek bán tại Việt Nam có thể cũng sẽ được trang bị gói an toàn eSight với các tính năng như hỗ trợ phanh tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn.